ăn cắp bản quyền và lạm dụng thương hiệu là một trong những hình thức vi phạm bản quyền hàng đầu ở Việt Nam. Đây là một trong những trang mạng xã hội hàng ngày có tới hàng nghìn lượt truy cập với hơn 8.000 thành viên. Và đây chỉ là một trong rất nhiều diễn đàn trên Internet mà bất cứ ai cũng có thể lên đây để giao dịch, chia sẻ và mua bán những phần mềm bất hợp pháp với một mức giá rẻ như cho. Và cơ quan chức năng hiện nay đang gặp nhiều khó khăn trong việc phát hiện, xử lý những giao dịch mua bán bất hợp pháp dạng như thế này. Đây là hình ảnh giao dịch mua bán phần mềm kế toán MISA SME 2010 và 2012 giả, tức là những phần mềm bị hacker ăn cắp mã nguồn, bẻ khóa để làm ra những phần mềm giống y như thật của công ty cổ phần MISA trên diễn đàn của trang VNZoom. Đối tượng có nickname Phạm Hờ Của Thanh, tức Phạm Hồng Quốc Thanh, đã tự nhận mình là người chuyên bẻ khóa các phần mềm. Anh ta đã chia sẻ phần mềm kế toán MISA SME 2012 cho các thành viên của diễn đàn như thế này. Chúng tôi đầu tư trong rất nhiều năm và cũng như là tốn hàng nhiều tỷ đồng để mà đầu tư được những phần mềm này. Và đây cũng là những phần mềm cốt lõi của công ty chúng tôi. Toàn bộ công ty là dựa trên những phần mềm để mà có được cái doanh số. Cho nên cái việc mà bị hack thế này thì giảm sút doanh số nghiêm trọng cũng như là làm cho công ty rất là khó khăn trong quá trình hoạt động. Thì sau khi nhận được thông tin này, chúng tôi cũng đã có những cái thông báo đối với những cái website đó để yêu cầu đóng những trang này lại. Là một số trang thì hợp tác nhưng một số trang họ cũng không có cái động thái nào cả. Và với những tình cảnh đó thì chúng tôi đã phải có cái công văn thông báo lên chỗ Cục Phòng chống tội phạm công nghệ cao C50 đó. Với con số hơn 70.000 khách hàng sử dụng, phần mềm kế toán này thực sự rất cần thiết cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Tuy nhiên, giá bán phần mềm có bản quyền của công ty MISA là 10 triệu đồng, thì những đối tượng này chỉ bán với giá từ 500.000 đến 2 triệu đồng. Trên thực tế, họ, những hacker này, đã bán bao nhiêu phần mềm vi phạm bản quyền thì cho đến nay, cơ quan chức năng cũng chưa thể phát hiện được. Một trong những hành vi xâm phạm bản quyền có dấu hiệu rất tinh vi mới được Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao C50 phát hiện và xử lý trong những ngày đầu tháng 8 năm 2012 vừa qua. Chúng tôi trinh sát thì cũng đã áp dụng rất nhiều những cái biện pháp mà tìm được đối tượng và cũng liên quan đến rất nhiều đối tượng. Đầu tiên thì là tìm được đối tượng ở Hà Nội, sau đó thì lại tìm ra được đối tượng ở Nam Định. Thế và từ đối tượng Nam Định thì lại ra đối tượng ở Hải Dương. Thế và đối tượng Hải Dương rồi lại tìm đến đối tượng ở trong Tiền Giang. Tiền Giang rồi cuối cùng lại tìm về đối tượng ở Sài Gòn. Các đối tượng liên quan đến vụ việc vi phạm bản quyền của công ty cổ phần MISA gồm có Phạm Hồng Quốc Thanh, Trần Văn Bắc, Trần Xuân Hùng, Nguyễn Tấn Sang, Châu Hoàng Ân, Trần Văn Long đã sử dụng nick ảo và các giao dịch trên mạng Internet để phát tán những phần mềm vi phạm bản quyền. Chính vì vậy, để bắt quả tang hành vi vi phạm của họ là một điều cực kỳ khó khăn đối với các cán bộ chiến sĩ của C50 trong vụ án này. Về việc chuyển tiền, nhận tiền và bán cho các cái đối tượng mua thì cũng đều là nick ảo và cũng không có thực. Qua xác minh các cái tài khoản ngân hàng, rồi các cái nick chat thì đều là những cái thông tin giả mạo hết. Và để phục vụ cho quá trình tiếp tục điều tra của C50, nhóm phóng viên thực hiện chương trình đã phải sử dụng kỹ xảo để che mặt những đối tượng này. Em đã lấy phần mềm đấy để tung lên các diễn đàn như VNZoom và Zizoo. Để em thông báo là em đã có cái phần mềm này và sau đó em đã những ai cần thì em đã cài cho người ta và sau đó là em gặp một anh tên là Sang ở trong Tiền Giang. Anh có hỏi là mua cái phần mềm đấy, xong rồi em với đưa cái gọi là cái công cụ đổi tên của phần mềm đấy cho anh với nickname Trần Long KDCN. Khoảng đầu tháng 2 năm 2012, Long có làm quen được với Châu Hoàng Ân, có nickname là Ân Kế Toán, chuyên bán phần mềm MISA SME 2012 không có bản quyền với giá 2 triệu đồng. Nên Long đã mua phần mềm này cho công ty nơi Long làm việc sử dụng. Sau đó, Ân lại bán cho Long phần mềm MISA License 2010 có chức năng sản xuất ra file bản quyền với giá 6 triệu đồng. Thấy anh đưa ra cái giá như thế thì em cũng thấy cũng hợp lý. Thế là em hỏi anh là thế cái này thì làm thì nó có ảnh hưởng gì đến pháp lý không anh?
Anh bảo là không sao đâu em cứ cài đi, thì vì cái này thì anh sẽ đảm bảo cho em. Thì em cũng đánh liều thôi, thì em bảo cho anh là vâng, thì anh cài giúp em. Thế là em hỏi anh ấy, thì anh bảo là cái này là ở trong Misa nó bán ra. Thì em nghĩ là không phải của Misa, thì vì là cái phần mềm ấy nó của anh ấy không có logo. Có được phần mềm này trong tay, Long đã tải lên các diễn đàn giao bán. Và sau một số lần giao dịch, Long đã bị cơ quan công an bắt quả tang. Điểm chung của các đối tượng đều là những người khá am hiểu về tin học. Và tất cả những trao đổi, mua bán, chúng đều giao dịch qua các diễn đàn trên mạng Internet. Trong khi đó, việc quản lý, kiểm soát các hoạt động mua bán bất hợp pháp trên mạng hiện nay của các cơ quan chức năng còn nhiều bất cập. Và đây chính là cơ hội để bọn tội phạm công nghệ cao hoạt động mạnh mẽ qua mặt các cơ quan chức năng một cách dễ dàng. Các website người ta cũng là cái phương tiện thôi. Thế người mà áp thông tin lên hoặc đăng tải thông tin lên thì cũng cái chủ website đó cũng không kiểm tra được cái đấy là đã có bản quyền hay chưa, hay được mua bản quyền hay chưa. Họ chứng minh rằng họ ngoại phạm. Nhưng quan điểm của chúng tôi thì không phải như vậy. Khi anh đã là chủ cái website đó thì anh phải chịu mọi cái sản phẩm và cái nội dung đưa lên cái website đó. Thế còn khi đưa lên rồi, đương nhiên những trường hợp này khi xử lý thì chúng tôi cũng phải xem xét kể cả hai yếu tố. Cái chủ trang website đó và người đưa cái thông tin lên cái trang website đó cũng phải chịu trách nhiệm.